Nhà đẹp Tân Á xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà biệt thự dân dụng. Công ty chúng tôi hiện khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế tranh phong, có địa chỉ tại Nam Định. Các bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo mẫu nhà của anh Phong, nhà các bạn. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là phối cảnh 3D căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế tranh phong. Căn nhà của anh là căn nhà phố 3 tầng, có mái Thái, có phong cách tân cổ điển, màu trắng sẽ là màu chủ đạo của ngôi nhà. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể căn nhà cùng với việc bố trí thêm các cây xanh và cổng chính cho chúng ta thấy được một ngôi nhà rất là bề thế, sang trọng, bắt mắt. Cổng chính sẽ được chúng tôi thiết kế hai lối đi riêng biệt và đều được thiết kế bằng cổng nhôm đúc nha các bạn. Các cột sẽ được thiết kế hình vuông rất là to, đi kèm với đó các đường vào, các họa tiết trang trí phía trên thì có thêm các chùm đèn trang trí cũng được đúc bằng nhôm nhôm, nhìn rất là sang trọng. Và đến tiếp đến là nhà mặt chính của ngôi nhà, từ sân đi vào tiền sảnh sẽ được chúng tôi thiết kế 3 bậc cấp để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại của cả gia đình. Hệ thống cửa sổ được chúng tôi thiết kế đối với ngôi nhà của anh Phong sẽ là cửa nhôm kính viền tối màu kết hợp với màu trắng là màu chủ đạo, cho chúng ta thấy được một ngôi nhà vừa sang trọng vừa bắt mắt và đẹp. Ngoài ra thì việc sử dụng cửa nhôm kính sẽ giảm chi phí xây dựng cho ngôi nhà. Cửa chính cũng sẽ được sử dụng là cửa nhôm kính nha các bạn. Bên ngoài sẽ được đắp thêm các đường vào và có thêm họa tiết trang trí để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Khu vực giao nhau giữa tầng 1 tầng 2 thì sẽ được chúng tôi đắp thêm đường vào đơn giản để phân tầng. Trên tầng 2, tầng 3 thì đều sẽ được thiết kế thêm ban công để tạo kiến trúc cũng như có không gian cho cả gia đình có thể thư giãn. Lan can ở tầng 2 sẽ được chúng tôi thiết kế là lan can bằng phong tiện. Lan can tầng 3 sẽ được thiết kế là lan can bằng sắt không tĩnh điện. Các bạn có thể để ý ở ban công tầng 3 thì chúng tôi sẽ thiết kế hình vòng cung để tạo kiến trúc trong ngôi nhà. Ở khu vực cửa sổ ở tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế một hệ mái để phân tầng ngôi nhà cũng như để che chắn cho cửa sổ. Ở trên tầng 3 thì ban công sẽ được chúng tôi thiết kế thêm hè lam ở phía trên bằng bê tông cốt thép, trong đó hè lam sẽ là một cột bê tông cốt thép hình vuông. Và hình ở khu vực trước ban công ở đây chúng tôi sẽ thiết kế thêm hai cột, hai bên sẽ là cột kép hình tròn, chân sẽ là hình vuông nha các bạn. Và ở đây chúng tôi sẽ thiết kế thêm mái vòm rất là cong để tạo kiến trúc cho ngôi nhà cũng như là làm cho căn nhà trở nên mềm mại và thanh thoát hơn. Hệ mái được chúng tôi thiết kế đối với ngôi nhà của anh Phong sẽ là mái Thái. Trong quá trình thiết kế chúng tôi đã tính toán về chiều cao, độ dốc cho tầng mái cũng như màu của mái sao cho nó hợp với phong thủy. Hệ mái sẽ thể hiện được sự bề thế của ngôi nhà. Ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế hệ mái ở phía trước, còn phía sau thì sẽ không có hệ mái nha các bạn. Trên trần nhà, trên các cột sẽ được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng để căn nhà trở nên lung linh, lộng lẫy và sang trọng. Trên ban công và xung quanh ngôi nhà sẽ được bố trí thêm các chậu cây cảnh để căn nhà trở nên hài hòa với thiên nhiên. Tiếp đến là phối cảnh khác nước của ngôi nhà. Căn nhà của anh Phong nhìn từ góc độ nào cũng đều rất là đẹp và rất là bắt mắt. Ngoài sảnh chính, chúng tôi sẽ thiết kế thêm sảnh phụ để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại, nhu cầu nấu nướng của cả gia đình. Cửa sổ thì được đắp thêm các đường vào bao quanh để tạo kiến trúc và tránh tình trạng nước sụt vào nhà. Và đây là phong cảnh nhìn từ phía sau nhà. Ở phía sau thì cũng sẽ được chúng tôi thiết kế thêm ban công nha các bạn. Và ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm các hè lam. Trần nhà thì sẽ được sơn giả gỗ. Ở đây chúng tôi sẽ thiết kế thêm lối đi phụ để đi ra sân nước ở phía sau nhà. Tiếp đến là hình ảnh chính diện của phía sau ngôi nhà. Ở góc độ nào thì ngôi nhà của anh Phong cũng rất là đẹp và rất là bắt mắt nha các bạn. Tiếp đến là phong cảnh nhìn từ trên cao. Ngoài diện tích ngôi nhà, phần sân phía trước rất là rộng rãi, thoải mái chỗ đỗ ô tô, khu vui chơi, giải trí cho cả gia đình. Tiếp đến, các bạn hãy cùng chúng tôi đi tham khảo ở kênh YouTube và website của nhà đẹp Tân Á nha các bạn.
Anh Phong có chia sẻ với chúng tôi rằng anh đã biết đến kiến trúc Tân Á rất lâu rồi, do điều kiện về kinh tế, thời gian mà bây giờ anh mới có thể thi công được ngôi nhà của mình. Trước đó thì anh đã lên kênh YouTube và website của nhà đẹp Tân Á để tham khảo, chọn được cho mình những ngôi nhà thật là ưng ý. Ở đây chúng tôi sẽ trưng bày các mẫu biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4. Đi kèm với đó sẽ có những video quay lại những ngôi nhà mà chúng tôi đã thiết kế và thi công để các bạn có một cách nhìn thực tế hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào nhà các bạn. Ở website của nhà đẹp Tân Á, chúng tôi có các công trình từ miền Trung cho tới miền Bắc và miền Nam ở tất cả mọi miền Tổ quốc. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi. Các bạn có thắc mắc rằng chúng tôi thiết kế được ngôi nhà của anh Phong như thế thì cần bao nhiêu con người, nhân lực và sơ đồ làm việc sẽ như thế nào không các bạn? Vậy thì bây giờ các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu rõ điều đó nha các bạn. Giới thiệu với tất cả các bạn, đây là quy trình làm việc của kiến trúc Tân Á. Để thiết kế được một ngôi nhà, chúng tôi sẽ trải qua 3 giai đoạn chính: khảo sát, thiết kế và thi công. Đối với ngôi nhà của anh Phong, chúng tôi sẽ về tận nơi khảo sát thực địa, đó là khu đất, lấy thông tin từ anh, sau đó sẽ chuyển thông tin về phòng kiến trúc, kết hợp với kiến trúc phong thủy, kiến trúc nội thất, ngoại thất, sẽ thống nhất được phương án về phong thủy, mặt bằng và phối cảnh. Từ đây sẽ tiến hành thiết kế chi tiết kiến trúc, tính toán kết cấu, tính toán kỹ thuật cấp thoát nước và kỹ thuật điện. Ở mỗi khâu, chúng tôi đều sẽ có phòng kiểm tra hồ sơ trước khi bàn giao. Sau khi đã bàn giao bản vẽ thiết kế cho anh Phong đến giai đoạn thi công ngôi nhà, chúng tôi sẽ cử hai bộ phận. Bộ phận giám sát trực tiếp sẽ trực tiếp giám sát ngôi nhà của anh Phong. Bộ phận giám sát online sẽ nhận phản hồi, hỗ trợ anh 24 trên 24 để đảm bảo công trình được thi công đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật, đảm bảo được chất lượng của công trình và tiến độ đã đề ra. Để hoàn thiện được một ngôi nhà từ khảo sát cho tới thiết kế và thi công thì chúng tôi cần rất là nhiều con người, nhân lực. Ở mỗi vị trí đều sẽ có những người phù hợp với ngôi nhà của anh Phong để đảm nhận. Do đó, mọi so sánh đều sẽ là khập khiễng nhà các bạn. Và để có được một mô hình làm việc chuyên nghiệp, khép kín thế này, kiến trúc Tân Án đã rất cố gắng cũng như phải có đủ năng lực thì mới có thể làm được. Tiếp đến, các bạn hãy cùng chúng tôi đi khảo sát thực địa khu đất của anh Phong nhà các bạn. Để có được đầy đủ thông tin phục vụ cho quá trình thiết kế, chúng tôi đã về tận nơi khảo sát thực địa. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là khu đất của anh Phong được chúng tôi chụp lại bằng máy ảnh nha các bạn. Khu đất hiện tại thì đang được chứng dụng làm chỗ để kinh doanh. Và đây là hình ảnh bên trong khu vực hiện tại. Đây là hình ảnh mặt bằng được chúng tôi phác thảo lại sau khi nghe và tham khảo ý kiến của anh Phong. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi sẽ chụp ảnh khu đất, đo đạc khu đất cẩn thận, cũng như đo chiều rộng mặt tiền để phục vụ cho quá trình thiết kế. Số tiền anh Phong dự kiến đầu tư cho ngôi nhà sẽ là 2 tỷ đồng. Qua trao đổi, chúng tôi thống nhất sẽ thiết kế cho anh một ngôi nhà 3 tầng có công năng như sau. Tầng 1 sẽ có phòng khách, bếp công ăn, phòng ngủ, phòng vệ sinh khép kín và vệ sinh chung. Tầng 2 sẽ có 3 phòng ngủ, trong đó có phòng vệ sinh khép kín, vệ sinh chung. Tầng 3 sẽ có phòng thờ, một phòng ngủ, sân phơi. Qua trao đổi và khảo sát thì anh Phong rất hài lòng về sự chuyên nghiệp, nhiệt tình của kiến trúc Tân Á. Anh cũng tin tưởng và hy vọng rằng Tân Á sẽ thiết kế cho anh một ngôi nhà thật là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Hiện nay, kiến trúc Tân Á khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy liên hệ của chúng tôi. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại ngôi nhà của anh Phong một lần nữa. Bây giờ các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Phong nhà các bạn. Giới thiệu với tất cả các bạn, đây là mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Phong. Căn nhà của anh có diện tích là 21 nhân 5,3 mét vuông. Hệ tường bao sẽ được chúng tôi thiết kế là hệ tường 220. Các vách ngăn sẽ được chúng tôi thiết kế hệ tường 110. Sảnh chính đi vào sẽ là phòng khách có diện tích là 34,5 mét vuông. Phía sau phòng khách sẽ là cầu thang đi lên tầng 2 và bếp phòng ăn có diện tích là 32 mét vuông. Tầng 1 sẽ được thiết kế phòng ngủ có diện tích là 11 mét vuông đi kèm vệ sinh khép kín có diện tích 2,8 mét vuông. Và đây chúng tôi sẽ thiết kế thêm
cửa phụ để đi ra xe lướt phía sau nhà. Tầng 2 thì sẽ được chúng tôi thiết kế 3 phòng ngủ có diện tích lần lượt là 20, 14,6 và 11m2. Ở giữa sẽ là phòng sinh nhật, nhà vệ sinh chung có diện tích 2,8m2. Phía trước sẽ là ban công. Tầng 3 thì sẽ được chúng tôi thiết kế một phòng ngủ có diện tích 14,6m2. Phía trước sẽ là phòng thờ có diện tích 20m2. Phía trước phòng thờ sẽ là ban công. Phía sau sẽ là sân phơi và sân thượng có diện tích 27,6m2. Nhà vệ sinh chung sẽ có diện tích 2,8m2 nha các bạn. Xung quanh ngôi nhà chúng tôi thiết kế thêm các cửa sổ để căn nhà trở nên thông thoáng, mát mẻ, giúp cho tổng thể căn nhà hấp thu tốt ánh sáng thiên nhiên. Tôi và các bạn đã tham khảo trong mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Phong. Hy vọng rằng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho ngôi nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0944 784 333. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.